Chào tất cả các bạn, đây là kênh Lim Game. Hôm nay hãy cùng mình chơi thử một số trò chơi trong Brain Puzzle King. Nếu thấy video này hay thì hãy like, thấy vui thì subscribe, mà không vui thì xem tiếp các video vui khác của chúng mình nhé. Nào rồi thì bắt đầu thôi, yay! Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào trò chơi này nha. Trò chơi này là cải thiện cuộc sống của người già ở không biết dịch đúng không? Ở không biết dịch đúng không? Có 4 cục tiền đúng không? Nào chúng ta cùng thử nhá. Cho bà này, đắp chăn này. Bà vẫn run đúng không? Thêm cho bà cục nữa. Ôi, nhầm vào cái tường mất rồi. Thêm cho bà cục nữa. Ây da, cải thiện cái giường mà lại lộ ra con chuột luôn. Cho bà thêm cục nữa, bà khỏe rồi. Nhưng bà không được. Lại nào, chúng mình cùng lại nha. Mẹ nói nhiều thế, này cho cục tiền. Hết đói chưa? Đây con lạnh. Có tiền rồi không lo cho ông bà đi. Lại còn mua quần áo mới, không cho nữa. Cho em bé ở ngoài cửa đói. Cho em bé mặc áo ấm. Này, đọc cũng nữa đi em. Ôi giời. Nào, trở lại nha. Lần này chúng mình sẽ cho ông tiền đi. Ông mua quần áo mới đi. Lát lại nền này. Mọi người đều lạnh đúng không? Yes. Không đóng được cái cửa nhỉ mọi người nhỉ? Lát lại cái cửa sổ. Lắp cửa chính vẫn không được. Cái này mình cho ra đây. Không được rồi. Lần này thử cho lại nhá, mỗi người một đồng này. Mẹ nói nhiều thế. Lần này thử cho mỗi người một đồng này. Mỗi người một cục nhá. Ông một cục, bà ông một cục này. Bà một cục. Úi, nhầm rồi. Lại bây giờ mọi người đều bị đói và lạnh ở trong căn nhà nhỏ đúng không? Mình thử không làm thế nào để đóng cửa được nhờ mọi người nhờ, tức thật đấy. Hay là mình không phải là nhiệm vụ đóng cửa nhỉ? Hay là tại mình không cho con chuột ăn? Ai biết tiếng thì giúp mình với. Trời ơi. Lần này cho con chuột. Nhà thì nghèo, có rác nào cho cái ổ chuột nữa. Tức. Mỗi người một cục. Ông mặc áo đi. Nào, lần này thì xem nào. Cô gái đói đúng không? Cô gái nói nhiều quá. Mặc quần áo đẹp đi. Lại còn đẹp nữa. Xong rồi lại con đòi đi. Ông bà thì chết đói. Thế rét ở nhà. Cháu thì đấy. Cháu thì con cút cút trốn đi với trai. Hóa ra là đi lấy lại chồng đại gia các bạn ạ. Lấy chồng đại gia rồi về đem tiền về nhà. Để bây giờ chúng mình cho ông này. Xong rồi đáp sẵn cho bà. Xong rồi bà vẫn run thế. Thêm cục nữa. Đến lượt em bé ở ngoài. Em bé đi học bảo thế cho ấy. Lắp tường này. Sửa đèn. Hóa ra cái này là sửa đèn à. Hai tường này. Mua bàn mới. Sau đấy thì ba em bé thêm đọc tiền nữa. Không được à? Lát cho ông quạt sửa luôn. Vẫn còn nhiều tiền thế nhở? Để xem nào. Cái này là cho ông bà ghế massage luôn. Quá xịn. Bây giờ còn tận 3 cục nữa. Mình sẽ làm gì nhỉ? À con chuột lúc nãy còn cái dắt vàng. Hay cho con chuột biết tiếp nhỉ? Chuột không lấy tiền. Vẫn còn tiền này. À lắp tivi.
Sợ cửa? À, không sợ được cửa, vẫn còn một cục nữa. Cho ai bây giờ? Cho ai bây giờ? Ông chia tiền à? Ông không lấy tiền đi. Buồn cười thật đấy. Ông già rồi, tiền nhiều làm gì đâu. Ông không lấy thì cháu xin. Không, cho ra cửa được. Vẫn còn chừng một cục. Đó là tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều cho để làm gì cả? Không hết được. Đây rồi. Đồ ăn mới, bàn lẩu luôn. Hãy đi like. Nếu thấy video này hay thì hãy like. Thấy vui thì subscribe. Mà không vui thì xem tiếp các video vui khác của chúng mình nhé.